Quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Bản lĩnh ngôi sao vòng thứ hai với tên gọi Cú thảy thần tốc. Phần thi này của chúng ta sẽ đưa quý vị đến với một trận đấu bóng rổ, và đội chơi của chúng ta sẽ cử ra mỗi một đội hai người di chuyển bằng mông. Vâng. Lưu ý là chúng ta không được giữ bóng quá 3 giây. Giữ bóng quá 3 giây sẽ bị ném phạt, đội kia sẽ ném phạt vào lưới của mình. Trong thời gian 2 phút, đội nào của chúng ta ghi được nhiều điểm vào lưới của đối phương, đội đó sẽ là đội chiến thắng. Trong trường hợp bóng chạm tay của đội nào ra ngoài thì đội kia sẽ là đội phát bóng. Mời các bạn bước ra đây tranh tài, xin mời. Rồi, chuẩn bị nha. Xin mời hai thành viên vào sân. Chiến thuật thi đấu của Hài Trí Quang và Quân Ly. Quang với Quân thì quyết định là lấy thịt đè người. Đúng rồi. Lấy thịt đè người. Đè bên đây chắc mắc thở. Nãy giờ anh hỏi em chiến thuật mà em nhìn cái đội bạn lại không biết chiến thuật gì nữa đó. Chúng ta chuẩn bị phát giao bóng. 3 2 1 vô. Cố lên. Ra ngoài. Bên đây phát bóng, bên đây phát bóng. Di chuyển. Hay quá, phá bóng tốt. Vô. À, bóng cao. Yeah, đẩy ra đây. Phát lên, phát bóng nhanh lên, tranh thủ. Còn 25 giây nữa. Hết giờ. Tỷ số của chúng ta đang hiện ra là 1-0, nghiêng về các bạn của đội Tí Nị, xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi thành viên, mời các bạn. Bên đây đổi thành viên. Lượt thi đấu thứ hai. Bây giờ mới bắt đầu là chơi đây nè. Lượt thi đấu thứ hai, lượt thi đấu cuối cùng. 3, 2, 1. Quá mệt. Ra ngoài. Lên. Trời gì vậy? Phạt. Ném phạt. Rồi, ra ngoài. Và bây giờ cơ hội dành cho các bạn. Đây. Ra ngoài. Đây. Tỷ số hiện ra là 1-0, nhanh lên. Cơ hội dành cho các bạn. Nhanh lên. Còn 9 giây kìa. Quân kìa. Gần lại Quân. Chúng tôi không chấp nhận trái bóng vừa rồi của đội Tí Đô, khi mà các bạn đã tự ý chỉnh rổ, khiêng cái rổ đi chỗ khác. Và như vậy, bàn thắng ghi vừa rồi của các bạn không hợp lệ. Tỷ số hiện ra là 0-0. Yeah. Trong phần thi vừa rồi, kết quả chung cuộc, các bạn của đội Tí Nị, các bạn đã giành được chiến thắng. Các bạn được cộng 20 điểm, xin chúc mừng. Và như vậy, mới 30 điểm các bạn, cộng 20 điểm các bạn có được 50 điểm, xin chúc mừng. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với vòng cuối cùng của chương trình Bản lĩnh ngôi sao.